Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Lợi thế cho Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thành. Chí ta. Một không cho Hoàng Anh Gia Lai. Một không. Không ai vào bóng cả. Như vậy trước thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng không thiếu những bàn thắng như thế này. Trong một tình huống phản công như thế này, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng thứ hai. Không khó để hạ thủ thành Tống Đức An. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Có quá nhiều lựa chọn cho Văn Toàn để chuyền bóng. Và người đã ghi bàn là Vũ Văn Thành. Vẫn là Vũ Văn Thành, đúng lúc của Vũ Văn Thành. Văn Toàn chuyển sang trái rất toán cho Văn Thành. Văn Toàn không vào. Khung thành đã bỏ trống. 3-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. 3-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống đá bồi vào lưới trống của Trần Vũ. Bàn thắng thứ 3 cho Hoàng Anh Gia Lai. Trần Vũ là người ghi bàn. Vẫn là một tình huống phản công. Tưởng như là Văn Thành đã có một đường chuyền thẳng, nhưng đó là một tình huống mà Tổng Đức An đã băng ra, không kiểm soát được tình hình. Và Bùi Trường Vũ đã có cơ hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguy hiểm. Văn Toàn ơi, đó là bàn thắng dành cho cầu thủ chủ nhà. Pha phòng ngự của đội bóng Phượng rất tắt nhưng không được Việt Hoàng vào lúc này đã mắc sai lầm phần nào trong bóng vừa rồi. Bình Phương với bàn thắng thứ 8 ở V.League mùa này băng vào điểm ở bóng thứ 2. Và lúc đó thì đội đã rộng mở. Trong trận đấu ngày hôm nay, Adriano Smith đã khiến cho Doãn Ngọc Tân phải bất ngờ vì không thể ngăn chặn đường truyền của đối phương. Và Minh Vương băng lên nhanh, xử lý kỹ thuật để đánh bại Phan Đình Vũ Hải lần thứ hai ở trận đấu ngày hôm nay. Minh Vương đi bóng rất hay. Minh Vương 3-1 cho Anh Gia Lai. Một ngày thi đấu rực sáng của Minh Vương với pha solo rất nhanh. Đây tự tin khi đối mặt với Adriano Smith, vượt qua cả Hoàng Vĩ Sai, và chắc chắn Minh Vương sáng nhất ngày hôm nay. Và càng giúp cho khách nhân trở nên an toàn hơn dành cho đội chủ nhà. Rất nhanh, thêm một cơ hội nữa dành cho Anh Gia Lai. Và bây giờ là Văn Toàn đã vượt qua Văn Đình Vũ Hải, không thể khác được. Đó phải là bàn thắng thứ tư dành cho Hoàng Anh Gia Lai. 4-1. Và chúng trở nên chắc chắn và an toàn hơn rất nhiều rồi. Và đó là niềm vui của các cổ động viên cổ núi. Văn Toàn đã vượt nhanh vượt qua Hoàng Vĩ Sai, có mặt sống vượt qua nốt cả Văn Đình Vũ Hải. Văn Toàn vẫn không có được điểm. Martin có ghi bàn được không? Phải tới nhìn dứt điểm rồi thì Martin mới có thể ghi bàn. Phút 80, Hoàng Anh Gia Lai dẫn 5-1. Mặc dù Martin vẫn khá vụng về nhưng cuối cùng thì anh cũng đã có bàn thắng cho cá nhân mình. 5-1. Và với 10 phút thi đấu chính thức còn lại, có lẽ là cơ hội dành cho Hải Phòng bây giờ đã chấm hết ở trận đấu ngày hôm nay. Còn Hoàng Gia Lai sẽ thoải mái hơn để chứng kiến những Khánh Hòa và Thanh Hóa thi đấu vào ngày mai. Okay.
phạt của When you're in the ring, God, you can call me killer. As you look into my eyes, nothing but a sinner, you won't get away this time. Trong trận đấu ngày hôm nay, và như vậy là cuộc đối đầu trên sân Pleiku giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng đã kết thúc với một kết quả trọn vẹn dành cho đội bóng phố núi. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.